Nhiều bạn lần đầu đi máy bay nội địa, đặc biệt là đi du lịch muốn mang nhiều thứ, cũng như muốn mua nhiều thứ về làm quà. Tuy nhiên lại không biết rõ là chúng có được phép mang lên máy bay hay không, rồi những món đồ nào không được phép mang lên máy bay. Tất cả mọi thắc mắc đó thì sẽ được blog du lịch giải đáp rõ trong video này. Các bạn nhớ đón xem nhé! Một, cục sạc dự phòng, đồ điện tử. Sạc dự phòng là món đồ không thể thiếu khi đi xa, đặc biệt là đi du lịch. Vậy đi máy bay có mang được sạc dự phòng hay không? Thì câu trả lời là được các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải lưu ý là sạc dự phòng không được phép để trong hành lý ký gửi mà bắt buộc phải để trong hành lý xách tay các bạn nhé. Và các bạn cũng phải lưu ý là theo quy định của các chuyến bay nội địa thì bạn chỉ được phép mang tối đa 10 viên pin dự phòng có công suất nhỏ hơn 100 Wh và phải có tính chống đoạn mạch. Đặc biệt, đối với viên pin từ 100 cho đến 160 Wh, người dùng chỉ được mang tối đa là 2 sản phẩm trong hành lý xách tay khi đi máy bay thôi nhé. Và bên cạnh đó, các thiết bị điện tử như là máy tính xách tay, điện thoại, máy chụp hình, máy nghe nhạc thì vẫn được phép mang theo lên máy bay, tuy nhiên chỉ đựng trong hành lý xách tay và vẫn phải bỏ ra kiểm tra khi qua máy soi chiếu tại quầy an ninh các bạn nhé. 2. Đồ điện khác. Ngoài sạc dự phòng, thì khi đi du lịch, mọi người sẽ mang theo máy sấy tóc, máy tạo kiểu tóc, dao cạo râu bằng điện, thậm chí là ấm đun siêu tốc, bàn ủi, vân vân. Và theo quy định của các chuyến bay nội địa, thì bạn vẫn được phép mang chúng trong hành lý ký gửi hoặc xách tay đều được các bạn nhé. 3. Sâu riêng và thực phẩm nặng mùi. Nhiều bạn lần đầu tiên đi máy bay sẽ rất là lo lắng khi mang những thức ăn nặng mùi lên máy bay như là sâu riêng, khô, mắm, vân vân. Thật ra thì các hãng hàng không sẽ không cấm mang theo những món này khi bạn đi máy bay. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo là chúng được đóng gói kỹ càng và không gây mùi khó chịu cho người khác. Và tất nhiên trong trường hợp nhân viên kiểm tra phát hiện ra mùi từ các loại thực phẩm này thì bạn sẽ không được phép mang chúng lên máy bay. 4. Nước mắm. Nước mắm cũng được xem là sản phẩm gây mùi khó chịu, cho nên các hãng bay đều không cho phép mang chúng theo hành lý xách tay. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mang nước mắm theo dạng hành lý ký gửi và tất nhiên phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt cụ thể như sau. Mỗi người chỉ được mang tối đa là 4 lít nước mắm. Chúng cần được đóng vào chai và mỗi chai không được quá 1 lít, không được đóng vào chai thủy tinh và phải được bỏ vào thùng xốp và dán kín miệng. 5. Rượu. Thường mỗi khi đi du lịch, đi công tác hay là đi viếng thăm người thân thì mọi người thường muốn mua rượu về làm quà. Và việc mang theo rượu lên máy bay tuy không bị cấm hoàn toàn, tuy nhiên bạn phải tuân thủ các quy định như sau. Rượu có cồn với nồng độ cồn dưới 24% thì được mang theo không giới hạn và phải đóng gói theo quy trình gửi kèm với hành lý ký gửi. Rượu có nồng độ cồn từ 24% đến 27% thì chỉ được mang tối đa là 5 lít và phải đựng trong chai của nhà sản xuất, đóng gói theo quy định và gửi kèm hành lý ký gửi. Rượu có nồng độ cồn trên 70% sẽ không được phép mang theo khi đi máy bay. 6. Đồ vật sắc nhọn. Để đảm bảo an toàn cho hành khách trong các chuyến bay thì các hãng hàng không đều đưa ra quy định là cấm mang theo trong hành lý xách tay các đồ vật sắc nhọn, có thể dùng để làm hung khí gây thương tích với chiều dài từ 10cm như là dao gọt trái cây, dao lam, dao dọc giấy, kéo có lưỡi dài từ 6cm, cán dù có đầu bịt nhọn, vân vân. Hoặc những dụng cụ lao động có thể dùng để gây thương tích, đe dọa an toàn cho hành khách như là tua vít, gậy đánh gôn, gậy bóng chày, vân vân. Và tất nhiên nếu bạn cần thì vẫn có thể mang theo các vật dụng này để lên máy bay và đựng trong hành lý ký gửi các bạn nhé. 7. Đồ vật dễ gây cháy nổ. Tất nhiên là đạn, pháo đều bị cấm không được phép mang lên máy bay dù là dạng hành lý xách tay hay là dạng hành lý ký gửi. Và kèm theo đó là những món đồ tưởng chừng như đơn giản và bạn muốn mang theo khi đi du lịch như là pháo hoa, pháo sáng, bật lửa hay thậm chí là quẹt diêm cũng bị cấm mang lên máy bay các bạn nhé. 8. Hải sản tươi sống. Đi du lịch, đặc biệt là du lịch vùng biển, thì mua hải sản tươi sống là nhu cầu của rất nhiều người. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này là có được mang hải sản tươi sống khi đi máy bay hay không? Và theo quy định của các hãng hàng không thì bạn không được phép mang hải sản tươi sống theo dạng hành lý xách tay. Tuy nhiên vẫn được mang theo dạng hành lý ký gửi. Tuy nhiên phải đảm bảo rằng đóng gói bằng thùng xốp không để hở. Và bên trong không được để nước hoặc là đá lạnh ở trong thùng xốp đâu nhé.
Khi ra sân bay, thì nhân viên có thể lắc thùng để kiểm tra, xem thùng có bị rỉ nước hay không, hoặc có mùi hải sản bốc ra hay không. Và tất nhiên, nếu chúng chưa đạt yêu cầu, thì bạn sẽ quay ra quầy đóng gói lại, với mức chi phí cực kỳ cao luôn nha. Và trên đây là 8 món đồ hầu như ai lần đầu đi du lịch bằng máy bay cũng thắc mắc là có được phép mang lên máy bay hay không. Và với những giải đáp của blog du lịch trên đây, hy vọng rằng bạn sẽ có những chuyến bay thuận lợi để thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình các bạn nhé. Chúc các bạn có những chuyến du lịch với rất nhiều trải nghiệm thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.